Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng này. Tôi chào đón đức tin của tất cả ông bà anh chị em đang có mặt tại hội trường này và toàn thể ông bà anh chị em đang theo dõi hội thánh trên live stream của hội fanpage Nhà Muôn Dân. Xin ban phước cho hết thảy chúng ta một thánh nhật tràn đầy ơn phước của Ngài. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Thank you. Thật là được phước khi buổi sáng chúng ta được thờ phượng Ngài. Amen. Wow, khi chúng ta thờ phượng Ngài, tôi cảm nhận là Thánh Linh của Chúa như những làn sóng và Ngài đến, Ngài giống như Ngài làm ấm áp tâm hồn của chúng ta. Cho nên anh chị em ơi, hãy luôn luôn ở trong tình trạng thờ phượng Chúa. Đây là điều rất là phước hạnh. Và để tiếp tục trong sự cầu nguyện đó, tôi có vài lời của Chúa để chia sẻ cho anh em trước khi chúng ta tiếp tục cầu nguyện để Chúa thăm viếng đời sống của mình. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 15, câu 50 đến câu 54, đây là bốn câu kinh thánh mà chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm buổi sáng hôm nay. Nếu anh chị em có kinh thánh hãy mở ra cùng tôi Cô-rinh-tô nhất chương 15, câu 50 đến câu 54. Dạ. Và những anh em trên live stream cũng vậy, hãy mở kinh thánh ra cùng tôi. Chúng ta đừng bao giờ thờ phượng Chúa mà không có lời của Ngài, vì Chúa ở trong lời của Ngài. À, Đức Chúa Trời ở trong lời của Ngài và Ngài luôn luôn tôn cao lời của Ngài. Amen chị em. Vâng, tôi sẽ khởi sự đọc lời của Ngài. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em, chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời kinh thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Amen. Cảm ơn Chúa vì những câu kinh thánh rất là khích lệ đức tin của chúng ta. Và trong bốn câu kinh thánh này, tôi xin gửi đến hội thánh buổi sáng này có ba điều để chúng ta cùng học với nhau. Điều thứ nhất, kinh thánh khẳng định rằng thịt và máu và những điều tạm bợ thì không bao giờ hưởng được sự đời đời. Thịt và máu là nói về gì anh chị em? Nói về những công tác, những việc làm xác thịt của con người. Đó, những sự xác thịt như là những cái công trình của chúng ta làm để thờ lạy thần tượng, gian dâm ô uế, giận hờn cay đắng tức mình, kêu rêu mắng nhiếc bè đảng tranh cạnh, ganh gỗ say sưa mê ăn uống, tất cả những cái công tác thịt và huyết đó, kinh thánh khẳng định rằng nó không bao giờ có thể thừa hưởng được nước Đức Chúa Trời là nước đời đời. Đó. Và những điều tạm bợ cũng vậy, những điều tạm bợ trên đời này như tài sản vàng bạc, xe cộ, nhà cửa, tất cả những gì mà mắt mình thấy, tay mình rờ, tay mình nghe rờ chạm được trên thế giới này cũng không bao giờ theo chúng ta vào cõi đời đời. Đây là hai lẽ thật rất căn bản mà chúng ta cần phải ghi nhớ buổi sáng hôm nay. Để làm gì? Để tấm lòng của chúng ta biết hướng về đâu cho nó đúng và hiệu quả. Đôi khi mình không hiểu lẽ thật này, mình sống một cuộc đời dành quá nhiều thời giờ cho những điều hư nát và những điều tạm bợ, và cuối cùng chúng ta sẽ chuốc lấy thất vọng trong cuộc sống của mình. Anh chị em ơi, hãy hướng linh hồn mình vào cõi đời đời, hãy hướng linh hồn mình vào những sự gì còn lại đời đời. Sứ đồ Phaolô khẳng định với chúng ta rằng tất cả những gì thịt và máu, những gì tạm bợ ngắn hạn trên đất này không bao giờ có thể theo chúng ta vào cõi đời đời. Thậm chí ngược lại, nó có thể níu chân chúng ta, không cho chúng ta bước vào cõi đời đời. Anh chị em hãy ghi nhớ điều này. Giống như tiên tri TB Joshua, ông đã cảnh báo và ông nói rất nhiều lần. Anh chị em biết điều gì không?
Một người mà giữ lòng không tha thứ cho người khác, người đó không thể nào bước vào nước Đức Chúa Trời. Cho dù anh chị em là ai tôi không quan trọng. Cho nên Chúa luôn luôn khẳng định rất nhiều lần, hãy tha thứ, tha thứ, tha thứ. Phi-rơ hỏi tha thứ mấy lần là đủ Chúa? Chúa nói không, phải tha thứ 70 lần 7, có nghĩa là tha thứ vô điều kiện. Tha thứ không cần bàn, không cần tính, không cần phải suy nghĩ. Tha thứ ngay lập tức và tức thì, để lòng anh chị em được sẵn sàng cho vương quốc đời đời. Buổi sáng nay tôi muốn cảnh báo anh chị em, những ai còn sống trong sự giận hờn cay đắng không tha thứ người khác, không cần biết anh chị em đúng hay người kia đúng, anh chị em sai hay người kia sai, không cần biết. Tôi muốn nói anh chị em rằng hãy tha thứ ngay lập tức. Đây là điều cực kỳ quan trọng. Và điều thứ hai mà chúng ta học buổi sáng hôm nay, đó là tất hết thảy chúng ta là những người được tái sanh, tất cả đều sẽ biến hóa trong tích tắc, trong nháy mắt. Anh chị em hiện nay đang rất là cũ kỹ trong cái thân xác cũ kỹ này, nhưng mà Kinh Thánh hứa rằng trong tích tắc khi Chúa Giêsu tái lâm, tôi và ông bà anh chị em tức thì sẽ được biến hóa. Biến hóa tức thì. Đây là niềm hy vọng của tôi, niềm hy vọng của ông bà anh chị em. Chúng ta đang sống những ngày ngắn ngủi trên đất này để chờ đợi cái điều vinh hiển mà Chúa Giêsu đã hứa. Đó là khi Ngài tái lâm, tôi và ông bà anh chị em sẽ được hội tụ cùng Ngài trong sự vinh hiển. Có phải đây là niềm hy vọng của tất cả chúng ta không? Nếu anh chị em amen, có nghĩa là anh chị em đang đi đúng hướng đó. Rất đúng hướng. Chúng ta được cứu không phải được cứu để sống cho đời này, chúng ta được cứu để hy vọng vào cõi đời đời. Chúng ta phải suy nghĩ cho nó đúng và định hướng cuộc sống mình cho nó đúng. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bị lạc trôi trong cuộc đời này và đánh mất sự cứu rỗi. Giống như Israel vậy đó, được cứu ra khỏi Ai Cập nhưng đi lòng vòng 40 năm trong sa mạc và cuối cùng ngã chết hết trong đó. Và tôi nghĩ rằng nhiều con cái Chúa, nếu không được cảnh tỉnh, không được nhắc nhở, nhiều con cái Chúa cũng sẽ bị lạc trôi trong cuộc đời này vì chăm lo những sự ngắn hạn, lo lắng về đời này, mê đắm giàu sang, rồi là đủ thứ khiến cho họ nghẹt ngôi và không thể kết quả được. Cái đó có đấy anh chị em, có đấy. Cho nên Chúa dùng lời Ngài để nhắc nhở chúng ta. Và tôi muốn mỗi một anh chị em giờ này, và kể cả những anh em trên live stream, hãy chỉ vào chính mình và nói: tôi sẽ được biến hóa khi Chúa Giêsu tái lâm. Lần nữa đấy anh chị em, tôi sẽ được biến hóa khi Chúa Giêsu tái lâm. Lần nữa đấy anh chị em, tôi sẽ được biến hóa khi Chúa Giêsu tái lâm. Amen. Wow. Đó đó. Tôi sống mỗi ngày vì điều này. Anh chị em có như vậy không? Hãy sống mỗi ngày vì điều này để nhắc nhở linh hồn mình rằng cõi này là tạm. Chúng ta đang chờ để bước vào cõi đời đời. Và khi Chúa Giêsu tái lâm trong tích tắc, tôi và ông bà anh chị em sẽ được biến hóa. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ cho anh em, biến hóa cái gì? Đó là thân thể chúng ta sẽ được biến hóa. Anh em thấy Chúa Giêsu khi sống lại không? Ngài đi xuyên tường. Các môn đồ đang đóng cửa lại sợ quá, tích tắc Chúa Giêsu đứng chính giữa. Không hả? Đi xuyên tường. Thân thể vinh hiển không còn bị giới hạn bởi không gian, không còn giới hạn bởi thời gian. Thân thể vinh hiển có thể đi bất cứ nơi đâu mà tâm trí anh em suy nghĩ. Anh em suy nghĩ bao giờ? Lên sao hỏa chơi, lập tức lên sao hỏa liền. Sướng không? Thân thể vinh hiển nó là như thế. Chúng ta sẽ được chiếu sáng đời đời như những ngôi sao mai trên vòng khum.
trên vòm khung của Đức Chúa Trời. Đó là thân thể bình hiển. Cho nên anh em thấy ở đây Kinh Thánh chép nè: vì thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Tôi và bạn chị em sẽ được biến hóa khi Chúa Giêsu tái lâm, và thân thể hay chết này sẽ được mặc lấy một thân thể vinh hiển. Câu hỏi buổi sáng hôm nay tôi muốn đưa cho anh chị em suy nghĩ là: vậy liệu tất cả thân thể vinh hiển của chúng ta ngày sau có giống nhau không? Đây là câu hỏi chúng ta cần học. Ví dụ như thân thể của anh A có giống anh B không? Thân thể anh B có vinh hiển giống anh A không? Đó là câu hỏi mà chúng ta cần học. Tôi nghe một số người nói là không. Đúng không ạ? Lý do tại sao không? Chúng ta cần biết ha. Cho nên tôi cũng trả lời cho anh chị em luôn. Tất cả thân thể chúng ta, sự vinh hiển của thân thể mới chúng ta không giống nhau. Và sự vinh quang của nó phụ thuộc vào con người thiêng liêng của anh em khi còn sống trên đất này. Khi còn sống trên đất này, anh chị em càng giống Chúa Giêsu bao nhiêu thì thân thể vinh hiển anh em ngày sau càng sáng chói bấy nhiêu. Đó là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô nói rằng cả một đời ông coi tất cả là lỗ hết, ông chỉ cần tiến tới trong sự nhận biết Chúa Giêsu mà thôi. Đó anh chị em, tôi muốn nói để cho anh chị em có được sự khích lệ. Anh chị em ơi, khi Chúa còn để mình sống trên đất này, hãy tận dụng thời giờ để càng ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Giống trong tính cách, giống trong lời nói, giống trong phẩm chất, giống trong quyền năng, giống trong mọi suy nghĩ, giống trong mọi thứ. Để làm gì? Để thân thể vinh hiển ngày sau của anh chị em càng chiếu sáng hơn. Đó là chỗ chúng ta cần tiến tới. Câu Kinh Thánh ở trong cũng cái đoạn này nói như thế này anh chị em. Câu 40: lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Khác nhau. Đó là chỗ mà chúng ta cần. Và trong Timôthê nhì chương 2 câu 20 chép: trong một nhà lớn thì có những bình vàng, bình bạc. Không những có bình vàng, bình bạc mà thôi, mà có thứ bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng cho việc xe sang, thứ thì dùng cho việc hàng. Anh chị em muốn vàng, bạc, kim cương hay là gỗ đất đây? Anh chị em muốn ngày sau thân thể của mình chiếu sáng hay là chiếu mờ mờ đây? Hãy trở nên giống Chúa Giêsu. Amen. Hãy trở nên giống Chúa Giêsu. Tôi không biết anh chị em đang đầu tư cho cái điều gì. Tôi không biết là anh chị em đang dành cuộc đời mình đầu tư cho điều gì. Nhưng tôi chỉ muốn nói một điều: sự đầu tư khôn ngoan nhất là đầu tư cho đời sống tin kính của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói rằng sự luyện tập thân thể thì ích lợi chẳng bao nhiêu, nhưng sự rèn tập và sự tín kính thì ích lợi rất nhiều, vì nó ích lợi không những cho đời này mà còn cho đời sau nữa. Cho nên anh chị em à, mỗi một ngày hãy dành thời giờ để được gần Chúa Giêsu hơn, giống Ngài hơn, thờ phượng Ngài nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, nhân từ nhiều hơn, nhịn nhục nhiều hơn, hiền lành nhiều hơn, mềm mại nhiều hơn, quyền năng nhiều hơn, phục vụ nhiều hơn, để chúng ta được giống Chúa Giêsu. Amen chứ? Amen. Vì sao? Vì tất cả chúng ta trong tích tắc sẽ được biến hóa. Và sự biến hóa của ngày sau chúng ta, vinh quang của sự biến hóa đó phụ thuộc vào khi chúng ta sống trên đất này chúng ta giống Chúa Giêsu bao nhiêu. Cho nên tôi kết luận lại ha: con người bề trong của anh em được biến hóa chừng nào thì thân thể ngày sau anh em càng được vinh quang chừng nấy. Đấy là kết luận. Cho nên trong 10 phút đức tin sáng nay, tôi chia sẻ cho anh em 3 điều rất ngắn gọn. Thứ nhất, thịt và huyết
công việc xác thịt, công việc tạm bợ đời này không thể thừa hưởng nước trời. Anh em hãy cẩn thận, hết sức cẩn thận, coi chừng cho mình tin Chúa mà Chúa tái lâm thì mình lại bị bỏ lại. Cái đó Ngài đã cảnh báo nhiều lần rồi. Hãy loại bỏ đời sống xác thịt ra khỏi mình. Thứ hai, tất cả chúng ta trong tích tắc, trong nháy mắt, khi Chúa Giêsu tái lâm, mà ngày Ngài tái lâm, giờ Ngài tái lâm thì không ai biết. Có thể tối nay, có thể 1 giờ đêm tối nay. Đừng mà cười, biết đâu thiệt đấy chứ. Có thể 1 giờ đêm tối nay, cũng có thể 12 giờ kém 15 tối nay. Không ai trong chúng ta biết được Chúa Giêsu nhất hội thánh Ngài lên ngày nào, giờ nào, tháng năm nào, không ai biết. Nhưng Ngài chỉ cảnh báo chúng ta là hãy luôn sẵn sàng cho điều này. Amen chứ, luôn sẵn sàng. Và trong tích tắc, trong nháy mắt, được biến hóa. Thân thể cũ kỹ này sẽ được mặc lấy vinh quang từ trời, chiếu sáng. Đó là điều mà chúng ta hy vọng, đó là điều mà chúng ta tin, đó là điều mà chúng ta sống cho, đó là điều mà chúng ta đầu tư cho, đó là điều mà ngày hôm nay tôi và bạn cho em phải chờ đợi từng giây, từng phút, từng giờ. Chúng ta không còn sống cho điều gì khác hết. Và điều thứ ba, một lẽ thật rất quan trọng, đó là con người bề trong của anh chị em càng được biến hóa chừng nào thì vinh quang của thân thể ngày sau càng chiếu sáng chừng nấy. Đó là lẽ thật. Amen chị em. Rồi, bây giờ thì anh em cầu nguyện điều gì? Chúa ơi, hãy giúp con được giống như Ngài. Amen. Tất cả chúng ta hãy cầu nguyện nào. Tôi cũng cầu nguyện. Lạy Chúa, tất cả anh em ở trên mạng cũng hãy cầu nguyện. Chúa ơi, điều gì không giống Ngài ngày hôm nay, hãy bỏ ra khỏi con Chúa. Hãy cắt ra khỏi con tất cả những xác thịt, tất cả những ô uế, tất cả những giận dữ, tất cả những lo toan, tất cả những điều gì không xứng đáng, cắt bỏ Chúa ơi. Con muốn được thêm Chúa nhiều hơn, con muốn được giống Ngài nhiều hơn. Hỡi cầu nguyện hội thánh, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Đó là lời suy ngẫm của tiên tri T.B. Joshua, ông để lại cho toàn thể dân chúng, dân của Chúa. Hãy cắt bỏ con nhiều hơn, thêm cho con Chúa nhiều hơn, thêm cho con được giống Ngài nhiều hơn, thêm cho con sự nhân từ của Ngài, thêm cho con sự tử tế của Ngài, thêm cho con sự bình an của Ngài, thêm cho con sự vui mừng của Ngài, thêm cho con quyền năng của Ngài, thêm cho con những điều diệu kỳ từ thiên đàng của Ngài. Thêm cho con, lạy Chúa, cầu nguyện hỏi hội thánh, cầu nguyện hỏi những anh em trên live stream, cầu nguyện thật nhiều nè. Cắt bỏ sự giận dữ của con Chúa, cắt bỏ sự nóng giận của con Chúa, cắt bỏ sự tham dục của con Chúa, cắt bỏ sự lo âu của con Chúa, cắt bỏ sự bất an của con Chúa. Cắt bỏ con, cắt bỏ con, cắt bỏ con, lạy Chúa giúp con trong danh Giêsu quyền năng. Cầu nguyện hội thánh, cầu nguyện hội thánh ơi, đây là một lời cầu nguyện nghiêm túc nhất trong mọi lời cầu nguyện, vì đó là đời sống của chúng ta, đó là sự đời đời của chúng ta, đó là tương lai của chúng ta, đó là điều mà chúng ta sống cho, đó là niềm hy vọng của tôi và bạn trẻ em. Hãy cầu nguyện nào, 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 cầu nguyện nào. Oh hallelujah. Lạy Chúa, hãy phủ lên chúng con huyết báu của Ngài. Lạy Chúa, hãy phủ lên chúng con thần linh của Ngài. Lạy Chúa, hãy chiếu sáng mặt Ngài lên chúng con giờ này. Lạy Chúa, hãy giúp chúng con được biến hóa giống Ngài giờ này. Lạy Chúa, hãy cắt bỏ đời sống chúng con đi Chúa ơi. Hãy cắt bỏ những việc làm của chúng con, mà những việc ô uế này, hãy giúp chúng con Chúa thanh tẩy mình, thanh tẩy mình, thanh tẩy mình Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Oh cha ơi, hãy giúp hội thánh của Ngài, hãy giúp con dân của Ngài
Cha ơi, hãy giúp dân sự của Ngài, hãy giúp những tôi trai tớ gái của Ngài ngày càng trở nên giống như Ngài. Hãy giúp cho lời nói chúng con, suy ngẫm của chúng con, hành động của chúng con được đẹp lòng Ngài luôn. Hãy giúp cho lối sống của chúng con chiếu ra vinh hiển của Ngài. Hãy giúp chúng con thực sự là muối của đất là ánh sáng cho thế gian này. Lạy Chúa, đừng để thiên hạ thấy chúng con nói những lời tục tằn, đừng để thiên hạ thấy chúng con giống như họ, Chúa ơi, nhưng giống như chính Ngài giữa thế giới này. Lạy Chúa, trong danh Giêsu, ô Cha ơi, hãy giúp hội thánh của Ngài, hãy giúp những tôi trai tớ gái của Ngài biến hóa tâm thần mình, biến hóa tấm lòng mình, biến hóa để trở nên giống như Ngài giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tôi muốn thuyết phục rằng trong anh chị em chúng ta không có một người nào vẫn còn sống trong xác thịt. Tôi muốn thuyết phục rằng anh chị em ơi, không có một người nào trong chúng ta ngồi đây mà còn cay đắng, còn giận hờn, còn không tha thứ. Tôi muốn không có một ai đang theo dõi hội thánh giờ này mà lòng vẫn còn nặng nề, lo âu, bất an, đau đớn, khổ sở, đè nén, hà hiếp, tham dục vì bất cứ điều gì. Tôi muốn thuyết phục rằng lòng anh em hoàn toàn bình an và tự do giờ này. Bình an và tự do giờ này. Bình an và tự do giờ này. Đó là tấm lòng phù hợp với thiên đàng đó anh chị em. Đó là tấm lòng mà anh chị em sẽ tích tắc được biến hóa khi Chúa Giêsu tái lâm. Cho nên anh chị em ơi, khá cẩn thận giữ tấm lòng của anh chị em hơn hết, vì các nguồn sự sống từ nơi nó mà ra. Trái tim anh em phải bình an, trái tim anh em phải dậy đầy Chúa. Trái tim anh em khi được đầy dậy Chúa rồi thì nó không còn tranh đấu nữa, nó không còn chiến tranh nữa, nó không còn đấu đá nữa, nó không còn ganh tị nữa, nó không còn căm ghét, giận hờn, nóng nảy nữa, nó không còn lo âu buồn rầu nữa. Tôi nhắc lại là lòng anh chị em khi đầy dẫy những giá trị thiên đàng thì nó không còn tranh đấu ganh tị nữa, nó không còn phải so sánh mình với ai nữa, nhưng nó được ngủ yên, nghỉ yên trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời mỗi ngày. Anh chị em ơi, hãy đầy dẫy Chúa giờ này. Đây Thánh Linh giờ này, đây Thánh Linh và sự tốt lành của Chúa giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Hãy tràn đầy. Tôi muốn mỗi tấm lòng anh chị em tràn đầy, tràn đầy những giá trị thiên đàng, tràn đầy tình yêu, tràn đầy sự nhân từ, tràn đầy sự bình an vui mừng, tràn đầy lòng biết ơn, tràn đầy những điều tốt từ nơi Ngài giờ này. Ô, những yêu thương vui mừng, nhân từ nhịn nhục, hiền lành mềm mại từ Thánh Linh đổ ngập tràn anh chị em giờ này, ngập tràn anh chị em giờ này. Và những giá trị khác nó không có chỗ trong đời sống anh chị em. Những giá trị của đất không có chỗ trong tâm hồn anh chị em. Những giá trị về thuộc về đất nó không có chỗ bám trong linh hồn của anh chị em giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lạy Cha yêu thương, hãy biến đổi hội chúng của Ngài, hãy biến đổi hội chúng của Ngài, hãy thâm viếng và tha thứ, hãy thâm viếng và thanh tẩy hội chúng của Ngài giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Tôi cũng muốn thuyết phục rằng trong anh chị em không có ai là đang sống trong tội lỗi mà chưa ăn năn. Đừng có ai đang sống trong tà dâm ngoại tình mà chưa ăn năn. Đừng có ai sống trong tham lam mà chưa ăn năn. Đừng có ai sống trong sự thờ lạy thần tượng, thờ cúng ma quỷ mà chưa ăn năn. Anh chị em ơi, Chúa có thể đến tối nay, Chúa có thể đến bất cứ lúc nào. Và anh chị em ơi, một tội lỗi chưa ăn năn không thể bước vào vương quốc Đức Chúa Trời. Đừng tự lừa dối mình, đừng nghe người nào người đó nói rằng tôi chắc chắn là được sống rồi, mà hiện nay vẫn còn sống trong tội lỗi. Đừng để lừa dối,
Đừng có tin những giáo lý chích ngừa cứu rỗi, không có đâu. Tất cả chúng ta phải trở nên thánh như Chúa Giêsu mới có thể được sự sống đời đời. Hãy ăn năn tội lỗi của mình, hãy từ bỏ tội lỗi của mình, hãy nói với Chúa rằng: Chúa ơi, tha thứ cho con. Quyết định hôm nay con sẽ cắt đứt tội lỗi ra khỏi đời sống con. Quyết định hôm nay tà dâm không thể có trên con. Quyết định hôm nay tất cả những đồ ô uế không có trên con. Quyết định những điều bậy bạ, những điều tham dục của thế giới này không có chỗ trong đời sống của con. Hãy ăn năn anh chị em, hãy ăn năn, hãy ăn năn, hãy ăn năn. Tôi nói huyết của Chúa Giêsu bao phủ trên ông bà anh chị em giờ này. Huyết của Chúa Giêsu bao phủ trên toàn thể ông bà anh chị em giờ này. Huyết của Chúa Giêsu bao phủ trên anh chị em giờ này. Huyết của Ngài, huyết của Ngài, huyết của Ngài rửa sạch hội thánh của Ngài giờ này. Trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài. Đây là những điều mà tôi muốn nhắc nhở hội thánh của Chúa. Tôi muốn nhắc nhở rằng chúng ta hãy hết sức nghiêm túc với sự cứu rỗi linh hồn của mình. Đây là điều quý nhất trong mọi tài sản mà mình có trên đất này. Hãy nghiêm túc với sự cứu rỗi linh hồn của mình. Đừng coi nó như là điều gì đó rất là phù trong đời sống. Đừng coi nó như là điều mà lâu lâu đem ra ngắm một chút, 3-4 tháng đem sự cứu rỗi ra ngắm một tí xem giờ nó có còn tốt không. Đôi khi nhiều cơ đốc nhân sống kiểu như vậy đó, lang thang đâu đó trong cuộc đời này, rồi 3-4 tháng sực nhớ lại móc sự cứu rỗi ra coi nó có còn không. Không thể như thế được anh chị em. Sự cứu rỗi linh hồn của anh chị em là điều quý giá nhất. Chúng ta hết sức nghiêm túc về điều này. Amen anh chị em. Tôi muốn nhắc nhở điều này đó anh chị em ơi. Không phải ngẫu nhiên đâu, nhưng tôi tin rằng hôm nay Đức Thánh Linh muốn nói một điều gì đó cho hội chúng của Ngài. Chúng ta đừng tìm kiếm những giá trị tạm bợ, hãy tìm kiếm những giá trị đời đời. Giá trị đời đời đó là sự sống cho linh hồn của anh chị em, sự trở nên thiêng liêng và giống với Chúa. Vì trong tích tắc tôi và ông bà anh chị em sẽ được biến hóa vào cõi đời đời. Đây là thời điểm mà chúng ta chờ đợi. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Chúng ta cảm ơn Chúa Giêsu vì điều này. Cảm ơn Chúa Giêsu đã đến để cho tôi, cho anh, cho chị được sự cứu rỗi và linh hồn chúng ta được sống. Chúa Giêsu ơi, hãy đến với chúng con để chúng con được thờ phượng Ngài giờ này. Và linh hồn chúng con sẽ dâng lên Chúa của lễ buổi sáng hôm nay. Chúa Giêsu quý ơi, Ngài xứng đáng để chúng con ca ngợi chúc tôn. Ngài xứng đáng để linh hồn chúng con tạ ơn thờ phượng và phủ phục trước Ngài vinh hiển của Ngài. Chúa, hãy gửi thân của sự thờ phượng đến với chúng con giờ này. Hãy gửi thân của sự thờ phượng đến với chúng con giờ này. Trong danh Giêsu Christ, trong danh Chúa Giêsu Christ, trong danh Chúa Giêsu Christ. Oh hallelujah. Tóm lại, tôi muốn anh em cầu nguyện buổi sáng hôm nay về điều gì? Hãy suy nghĩ về chính đời sống mình. Lạy Chúa, hãy định vị con. Hãy định vị con trong thân thể của Ngài. Con là ai trong thân thể của Chúa? Tôi không tin rằng anh em ngẫu nhiên bước vào hội thánh của Chúa. Tôi không tin rằng Chúa Giêsu ngẫu nhiên để tìm và cứu anh chị em chỉ rồi chỉ để đó. Không đâu. Ngài cứu anh chị em để biến anh chị em trở thành một chi thể trong thân thể của Ngài. Và mỗi chi thể luôn luôn có vị trí vai trò của nó ở trong Chúa Giêsu. Anh em ơi, hãy hết sức nghiêm túc để nói với Chúa: Chúa ơi, con là ai trong thân thể của Ngài? Ngày hôm nay Chúa kêu gọi tất cả chúng ta để phục vụ, để giúp đỡ. Nhưng trước khi phục vụ giúp đỡ, có thể anh em hôm nay
Anh em có thể nói: Chúa ơi, hôm nay con là người cần được giúp đỡ. Amen. Tốt luôn, không sao hết. Cho nên tôi nói trong hội thánh luôn luôn có ba loại người. Anh em có thể nói: Chúa ơi, hôm nay con là người cần được giúp đỡ, nhưng con muốn con ngày mai là người giúp đỡ người khác, và ngày mốt con là người lãnh đạo thuộc linh của người khác. Amen anh chị. Mình phải tiến lên chứ, phải tiến lên, đừng dậm chân tại chỗ. 10 năm rồi mà vẫn cứ con là người muốn được phục vụ thì căng lắm. Phục vụ thời gian thôi và nó sẽ lớn lên, trở thành người phục vụ người khác. Học phục vụ người khác xong rồi người thành gì? Lãnh đạo người khác biết Chúa. Chứ không phải lãnh đạo là cai trị người khác đâu. Không phải lãnh đạo có nghĩa là đây là của tôi, không phải đâu nha. Nói vậy có đụng chạm ai không? Không, lãnh đạo không phải của tôi. Lãnh đạo là dẫn người khác gặp Chúa Giê-xu. Amen. Đó là lãnh đạo đích thực. Rồi chúng ta hãy đứng dậy mình cầu nguyện nè. Cảm ơn Ngài. Chúng ta cầu nguyện nha cho những điều đó. Tôi không muốn bất kỳ ai ở đây với những anh chị em trên mạng mà không biết được vị trí của mình ở trong thân thể của Chúa. Sứ điệp buổi sáng ngày hôm nay chỉ để nói điều đó thôi. Lạy Chúa, hãy định vị con. Anh em chúng ta hãy nhắm mắt hướng lòng và Chúa mình cầu nguyện nè. Lạy Chúa, hãy định vị con. Buổi sáng hôm nay hãy định vị con. Anh em hãy cầu nguyện nè. Và Chúa Thánh Linh sẽ đến gõ cửa tấm lòng anh chị em giờ này. Chạm anh chị em giờ này. Mỗi một người Chúa sẽ khai sáng con mắt thuộc linh để anh em thấy mình là ai ở trong thân thể của Đấng Christ. Chúa ơi, con là ai trong thân thể của Ngài? Con là người phục vụ, con là người cần được phục vụ, hay con là người mà Chúa sẽ đặt con làm lãnh đạo để dẫn những người khác đến gần Ngài? Lạy Chúa, hãy cầu nguyện lên cho em. Trong danh Chúa Giê-xu quyền năng giờ này, trong danh Chúa Giê-xu quyền năng giờ này, trong danh Chúa Giê-xu quyền năng giờ này, tôi kêu danh của Chúa trên ông bà anh chị em ngay bây giờ. Tôi kêu danh của Chúa trên ông bà anh chị em giờ này. Và Thánh Linh của Chúa đến trên thân thể của ông bà anh chị em, đến trong tâm hồn của ông bà anh chị em, đến trong tâm linh của ông bà anh chị em giờ này. Trời, hãy đổ đầy anh chị em con giờ này. Hãy đổ đầy anh chị em con giờ này. Hãy rơi chạm tâm linh anh chị em con giờ này. Hãy rơi chạm tâm linh anh chị em con giờ này. Cảm ơn Ngài. Tiếp tục cầu nguyện anh chị em. Tôi muốn mỗi một người đứng đây buổi sáng hôm nay phải biết rõ mình là ai. Biết rõ mình là ai. Và thân thể của Chúa chắc chắn cần anh chị em. Thân thể của Chúa cần anh chị em. Thân thể của Chúa là ngôi nhà thuộc linh của anh chị em. Hội thánh của Chúa là ngôi nhà thuộc linh của anh chị em. Anh chị em là một phần gắn kết không thể tách rời trong ngôi nhà thuộc linh này. Anh chị em biết mình là ai, mình làm gì, mình cần điều gì ở trước mặt Ngài. Chúa sẽ tạo cho anh chị em. Trời, trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Tiếp lên chị em. Hướng lòng về Ngài, 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 hướng lòng về Ngài. Cầu nguyện nào, đừng ai không cầu nguyện lúc này nha. Hôm nay rất là quan trọng. Hôm nay rất là quan trọng. Chúa kêu gọi anh chị em. Chúa sẽ đụng chạm anh chị em. Chúa sẽ rờ chạm anh chị em. Chúa sẽ bắt đầu làm cho tâm linh anh chị em tươi mới. Buổi sáng này anh chị em sẽ nhìn thấy được công việc và sự kêu gọi của Ngài. Đừng bao giờ ở không. Không bao giờ ai là ở không trong vương quốc của Ngài. Không bao giờ cả ai là vô dụng trong vương quốc của Ngài. Mỗi một anh chị em là một chi thể hoàn thiện ở trong trước mặt Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu quyền năng. Nữa đây anh chị em. Tiếp tục cầu nguyện nào. Nở đây, Chúa rồi chạm trên giờ này, 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 rồi chạm anh trên giờ này. Trong danh của Chúa Giê-xu Christ quyền năng. Oh, hallelujah. 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 Cảm ơn Ngài lạy Chúa. 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 Oh, hallelujah. 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 Tiếp tục lên chèm. Tôi nói Thánh Linh của Chúa sẽ thăm viếng tâm lòng anh chị em giờ này. Ngài sẽ cảm động trái tim của anh chị em giờ này. Rất là đặc biệt buổi sáng này. Tôi tin điều đó cho nên tôi nói điều đó. Đức Thánh Linh sẽ chạm anh chị em một cách đặc biệt buổi sáng hôm nay. Anh em sẽ thấy mình ở trong thân thể của Chúa. Anh em thấy mình ở trong thân thể của Chúa. Thấy rõ vai trò và những điều Chúa yêu thương, Chúa chăm sóc mình như thế nào trong thân thể của Ngài. Thánh Linh ơi, hãy kêu gọi dân sự của Ngài. 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 Từng người một Chúa. Trong danh Chúa Giê-xu Christ. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ.
Oh, hallelujah. Cầu nguyện đi chị. Hãy nhắm đôi mắt mình lại và hướng lòng về Chúa. Hãy nói với Chúa, lạy Chúa định vị con. Lạy Chúa hãy bày tỏ trong tâm của con. Con là ai trong thân thể của Ngài? Cuộc đời của con có ý nghĩa như thế nào khi con bước vào kế hoạch và chương trình của Ngài? Lạy Chúa hãy cho con nhìn thấy buổi sáng hôm nay. Lạy Chúa hãy rơi chạm chính con buổi sáng hôm nay. Lạy Chúa hãy rơi chạm con buổi sáng hôm nay. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Nữa đây anh chị em, nữa đây, nữa đây. Chúa Thánh Linh đang ở này. Thân của Ngài tuôn đổ trên anh em. Thân của Ngài chạm vào lòng anh chị em giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Oh, hallelujah. Hallelujah. À, cảm ơn Ngài. Tiếp tục đây nè, tiếp tục đây, 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 tiếp tục nào, tiếp tục nào. Nói với Chúa, lạy Chúa hãy định vị con, lạy Chúa hãy khai mở cho tâm của con, lạy Chúa hãy biết con phải làm gì. Chúa ơi, để những ngày trên đất của con không trôi qua một cách vô nghĩa. Chúa ơi, con muốn đầu tư cho vương quốc của Ngài, con muốn có sản nghiệp trong cõi đời đời. Chúa hãy định vị lòng con, định vị lòng con, định vị đời sống tâm linh của con. Trong danh Chúa Giêsu quyền đang cầu nguyện lên em. Tiếp tục nào, tôi phủ thân ngay trên anh em giờ này. Tôi nói Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến trên anh em giờ này. Ngài tuôn đổ và giải bày trên anh em giờ này. Tuôn đổ và giải bày trên anh em giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. 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 Oh, hallelujah. 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 Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Chào anh em con Chúa. Đổ đầy anh chị em con Chúa. Thánh Linh ơi, hãy rơi chạm anh chị em con Chúa. Trong danh Giêsu Christ quyền năng. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Oh, hallelujah. Ta ơn Ngài Chúa. Ta ơn Ngài, 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 ta ơn Ngài. Thánh Linh ơi, tràn ngập trên dân sự của Ngài. Anh em sẽ được Thánh Linh của Ngài đụng chạm buổi sáng hôm nay. Và nhiều cuộc đời được Ngài kêu gọi buổi sáng hôm nay. Tôi có những lời mặc khải đã để nói cho anh em buổi sáng hôm nay. Rất nhiều cuộc sống sẽ được kêu gọi buổi sáng hôm nay. Rất nhiều tấm lòng sẽ được Chúa kêu gọi buổi sáng hôm nay. Rất nhiều anh chị em sẽ nghe được tiếng phán nhỏ nhẹ trong tấm lòng mình rằng: ta kêu gọi con cho điều này, ta kêu gọi con cho điều kia. Anh chị em sẽ nghe được nó giờ này, nghe được nó giờ này, nghe được giờ này. Tôi muốn anh chị em hãy ra một quyết định giờ này, ra một quyết định giờ này, ra một quyết định giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, đỡ đen che. Tiếp tục nào, 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 tiếp tục nào. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Thánh Linh ơi, hãy chạm dân sự của Ngài. Thánh Linh ơi, hãy chạm dân sự của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. 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 Tiếp tục đây, tiếp tục đây, tiếp tục đây. Tôi nói với anh em, sự kêu gọi của Chúa trong tấm lòng là quyết định tương lai của anh chị em. Đừng bao giờ thờ ơ điều này. Chúa bắt đầu nói trong tấm lòng của anh chị em. Chúa bắt đầu định vị tâm linh anh chị em. Chúa định vị anh chị em trong thân thể của Ngài. Chúa kêu gọi anh chị em, Chúa khai sáng anh chị em. Tôi nói thần mặc khải sẽ đến trên em, thần khôn ngoan sẽ đến trên em. Ngài chiếu sáng tấm lòng của anh chị em giờ này. Đón nhận trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Và khi Ngài đã kêu gọi, Ngài đã định vị rồi, Ngài sẽ đưa anh chị em từng bước để hoàn thành những điều đó. Từng bước để hoàn thành những điều đó. Hãy bám lấy mục tiêu, bám lấy mục tiêu, bám lấy mục tiêu. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Tiếp tục đây anh chị em, tiếp tục đây. Đừng ai bị phân tâm giờ này.
Giờ cầu nguyện đang tiếp diễn, đừng ai bị phân tâm giờ này. Hãy nói với Chúa một lần nữa: Thánh Linh ơi, thăm viếng và định vị con, thăm viếng và định vị con, thăm viếng và định vị con, thăm viếng và định vị đời sống tâm linh của con giờ này. Lạy Chúa, con là ai trong hội thánh của Ngài? Con làm gì trong hội thánh của Ngài? Con phải làm gì trong hội thánh của Ngài? Cha trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Trời, cảm ơn Ngài. Holy God, con kêu thân của Đức Chúa Trời. Con kêu thân của Đức Chúa Trời giờ này. Tuôn đổ trên anh em, tuôn đổ trên anh em, tuôn đổ trên anh em, tuôn đổ trên anh em giờ này. Chúa hãy thăm viếng anh em con. 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 Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.